Chào mừng quý vị đã đến với kênh tạp chí online của chúng tôi. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 5 điều kiêng kỵ khi cúng Tất niên cuối năm mà các mẹ và gia đình cần nhớ. Dịp cuối năm là thời điểm quan trọng để sum họp, cầu may và gửi đi những lời chúc tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng có những điều kiêng kỵ mà chúng ta nên tuân thủ để tránh mang lại điều xui xẻo cho gia đình. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong video này. Lễ cúng Tất niên là mốc quan trọng khép lại năm cũ được thực hiện vào chiều 30 Tết. Theo lệ cũ, hàng năm cứ vào chiều 30 Tết, các gia đình Việt thường làm một mâm lễ cúng tất niên. Trước là dâng kính thần linh, gia tiên bày tỏ chân tâm, lòng thành, sau là bữa cơm đoàn viên sum vầy của gia đình, tiễn năm cũ đón năm mới. Một, Thời điểm làm cỗ cúng Có một số người thực hiện cúng tất niên sau khi thực hiện lễ tạ mộ, lễ chạp vào khoảng 26, 27 Tết. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp nhất làm cỗ cúng tất niên là vào chiều tối ngày 30 Tết. Trong khoảng thời gian này, các thành viên ở xa cũng đã trở về gia đình mọi công việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa cũng đã hoàn tất. Lễ cúng tất nhiên là dịp cần con cháu tề tựu đông đủ. Ngoài việc rước mời thần linh và gia tiên về hưởng Tết còn là kính cáo với các cụ con cháu đã đông đủ, cùng gia đình sum vầy đón xuân, dọn chuyện cũ, đón nhận niềm vui trong năm mới. 2. Mâm cúng tất nhiên đủ đầy, chu đáo, sạch sẽ. Mâm cúng dâng kính lên bàn thờ tổ tiên trong lễ tất nhiên cần tươm tất, sạch sẽ, tỏ rõ lòng thành. Tấm lòng chẳng biết đo sao cho đủ, điều đó thể hiện ở việc gia chủ chuẩn bị mâm cúng đầy đủ lễ vật bày biện đẹp mắt gọn gàng sạch sẽ không phải cứ mâm cao cỗ đầy xa hoa phù phiếm là chứng tâm được lòng thành sự cẩn thận chú đáo ngay từ khi thực hiện cỗ cúng tính toán thời gian chuẩn bị làm cơm lên mâm làm sao cho đủ đầy tươm tất như niềm tin hy vọng gia đình viên mãn dư giả hơn ba không quát mắng cợt nhả khi đang cúng tất niên trong thời gian cúng tất niên các thành viên gia đình tề tự thì nên tập trung gia chủ dân cúng, cùng hướng vọng về tổ tiên. Ngoài việc nên ăn vận lịch sự, không hở hang thì cũng nên hạn chế cười nói, đùa cợt nhau hoặc quát mắng nhau trong lúc hành lễ. 4. Tránh căng thẳng khi dùng bữa cơm tất niên. Sau lễ cúng tất niên, hạ lễ chính là bữa cơm đoàn viên của gia đình. Đây là thời khắc quý giá để mọi thành viên trong nhà có thể trò chuyện, nhìn lại những gì đã qua trong năm cũ. Đồng thời cũng là cơ hội để cùng nhau hứa hẹn những kế hoạch, mong ước trong năm mới cố gắng cùng nhau tạo ra không khí vui vẻ hòa ái tránh đánh mắng cãi cọ quát tháo nhau trong bữa cơm năm tránh đổ vỡ mọi người thường nói tới kiêng kỵ làm rơi vỡ trong năm mới mà không mấy ai biết rằng những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ cũng cần tránh dân gian cho rằng đổ vỡ thường tượng trưng cho những điều không may mắn dù là năm cũ các thành viên trong gia đình cũng nên cẩn trọng chú đáo để không để xảy ra tình trạng đổ vỡ đặc biệt như gương chén bát đèn Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng những thông tin và lời khuyên trong video này đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về những điều kiêng kỵ khi cúng tất niên cuối năm. Đừng quên áp dụng chúng để tạo ra một không gian cúng tất niên an lành và hạnh phúc cho gia đình mình. Hãy like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo từ kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị một năm mới thành công, may mắn và hạnh phúc.